Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn phần 2 của bài viết Thuốc lá, nghiện ngập thời công nghiệp. Bài viết được viết bởi tác giả Absolutely và được đăng trên website spyroom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Ít người biết rằng thuốc lá, tên chung tiếng Anh được gọi là tobacco, là món quà mà thổ dân châu Mỹ tặng cho Christopher Columbus trước khi ông dong thuyền trở về châu Âu. Chỉ mất vài trăm năm, thuốc lá đã đánh bật các loại thuốc phiện ở địa phương và trở thành thứ được ngậm nhiều nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Mỗi ngày, gần 20 tỷ điếu thuốc được tiêu thụ, mang về cho các công ty thuốc lá gần 150 triệu đô. Bài viết nằm trong chuỗi bài viết về những chất gây nghiện, những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể làm chúng ta du hành xuyên không gian như đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn đảm bảo tính chính xác. Một vài thông tin bên lề, số lượng thuốc lá tạo ra mỗi năm đủ để nhét đầy tòa tháp Empire State ở nước Mỹ 60 lần, hay là đầy đấu trường cổ Colosseum ở nước Ý 250 lần. Nếu dành số nguyên đó làm duy nhất một điếu thuốc lá, thì nó sẽ cao hơn 4 km. Mỗi điếu thuốc lá sẽ đưa 10mg các hỗn hợp hóa học vào phổi. Với số lượng thuốc lá loài người hút, số lượng chất hóa học di cư đến phổi mỗi năm sẽ cần 6.000 toa tàu hàng để chở. Có khoảng 1 tỷ người hút thuốc lá trên thế giới, gần 15% dân số. Con số 15% này có xu hướng chững lại ở thời gian gần đây. Tuy tỷ lệ dân số sử dụng thuốc lá chững lại, nhưng liều lượng trung bình lại tăng lên dần đều. Nếu năm 1990, trung bình mỗi người nghiện thuốc lá tiêu thụ 54 điếu thuốc mỗi năm, thì năm 2010, con số này là 1.500 điếu. Thuốc lá là nguyên nhân trực tiếp, gần như là duy nhất. Các nguyên nhân thứ yếu là do virus, di căn của ung thư phổi và là nguyên nhân gián tiếp của 14 loại ung thư khác. Riêng ung thư phổi gây ra cái chết của 20 đến 30% tổng số ca tử vong vì ung thư. Nghe nguy hiểm thế, sao người ta vẫn hút? Bởi vì hút thuốc là cách đơn giản, tiện dụng và phù hợp trong một số hoàn cảnh nhất định để giải tỏa stress. Trong guồng máy lao động 8 năm của thời hiện đại công nghiệp, thuốc lá là thứ giải trí, tiêu khiển dễ thực hiện. Nó giống như một vài phút giải tỏa trong chuỗi dài công việc. Nếu so sánh với các hình thức giải tỏa bằng chất kích thích khác, rõ ràng hút thuốc lá nhanh gọn và hợp pháp hơn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ hưng phấn hay là thư giãn tỷ lệ thuận với mức độ dopamine tiết ra trong não của các chất có cồn và thuốc lá bằng một nửa đến xấp xỉ mức độ khi có quan hệ tình dục và bằng 1/3 đến 1/10 mức độ bạn đang sử dụng các sản phẩm từ cocaine hay là meth. Giả sử như lúc 10 giờ sáng, sau một cuộc họp căng thẳng mà bạn muốn giải lao, giải tỏa thì có những cách nào? Bạn không thể uống rượu hay là hất cùn, bạn cũng chưa tu đến mức độ bạn chỉ cần nhắm mắt lại tĩnh tâm rồi mọi thứ sẽ ổn. Bạn cũng không muốn quẹt ngang quẹt dọc, nói chuyện thông minh, rồi tốn tiền và thời gian cho những công đoạn lằng nhằng. Cuối cùng hiệu quả cũng chỉ như một vài điếu thuốc lá. Có lẽ đây là lý do mà phim ảnh cổ điển hay có những cảnh những người đàn ông ngồi trong tĩnh lặng, thở khói mịt mù như này. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng 90% số người nghiện thuốc lá bắt đầu khi còn đi học và 75% trong số này phụ thuộc vào thuốc lá cho đến hết cuộc đời. Thống kê cho thấy lý do bắt đầu chủ yếu là bị tác động bởi môi trường, xung quanh có nhiều người hút thuốc, phim ảnh, ảnh hưởng từ bạn bè. Điều này cho thấy nguy cơ của ngành truyền thông giải trí đối với các đối tượng dễ bị tổn thương như là trẻ em ở tuổi thiếu niên, thứ hay là cái cách thức đầu tiên chúng ta dùng để giải trí có thể trở thành tính cách hoặc là cái án chung thân của cuộc đời mỗi con người. Nicotine và cây thuốc lá. Thứ làm chúng ta say đắm trong thuốc lá là nicotine. Nicotine là một thành phần trong cây thuốc lá, có tác dụng tự nhiên nhằm giúp cây thuốc chống chọi lại với sâu bệnh và vì thế được coi là thuốc trừ sâu thực vật, để lại nơi nó hoạt động như một loại thuốc trừ sâu thực vật. Khối lượng nicotine chiếm khoảng 1,5% khối lượng của một điếu thuốc lá thương mại. Trước khi điếu thuốc lá trở nên phổ biến, có nhiều hình thức để hấp thụ nicotine như là nhai, ngậm, v.v. Do các hình thức này thông qua đường tiêu hóa nên thời gian tác dụng lâu. Đến thế kỷ thứ 8, hình dạng điếu thuốc như hiện nay trở nên phổ biến. Lý do cho sự phổ biến này là công thức để trộn nicotine vào các loại phụ gia, chất hóa học khác nhằm làm giảm thời gian nicotine tác động vào cơ thể. Ở thời kỳ đầu, lá và rễ cây thuốc lá được phơi khô, băm nhỏ rồi trộn với nhựa thông tạo thành các viên thuốc. Những viên thuốc này được đốt trong các tẩu thuốc, trở thành hình ảnh quen thuộc trong giới quý tộc châu Âu. Điếu thuốc có hình dạng như ngày nay hình thành vào thế kỷ thứ 19. Trước đó, các điếu thuốc dạng cuộn không được chào đón trên thị trường do có giá thành cao. Phải đến năm 1864,
khi các máy cuộn thuốc lá tự động đầu tiên ra đời, thuốc lá mới thực sự bùng nổ. Một phát minh quan trọng trong ngành công nghiệp thuốc lá là giấy cuộn nhân tạo, được phát minh vào đầu thế kỷ thứ 20. Trước thời điểm này, điếu thuốc được cuộn lại bằng lá cây thuốc lá ngâm dầu rồi phơi khô, nên khó bảo quản và vận chuyển đường dài. Hệ thống tự động và giấy cuốn nhân tạo đã tạo nên bộ mặt thuốc lá ngày nay, một ngành công nghiệp trị giá gần 60 tỷ đô la vào năm 2020. Nicotine lên nhanh, xuống nhanh. Nicotine trong thuốc lá hấp dẫn bởi yếu tố nhanh, gọn, tiện lợi. Tuy nhiên, có một tác nhân cũng góp phần không nhỏ vào sức hút của nicotine, đó là ít hoặc là hầu như không có tác dụng phụ trong thời gian ngắn. Chúng ta thường nghe nói đến cái tác dụng nhãn tiền khi sử dụng các chất kích thích, đau, mỏi, mất cảm giác, ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Có nhiều loại chất kích thích hầu như không có tác dụng phụ rõ ràng lên cơ thể. Điều này vô hình chung làm con người lạm dụng và phụ thuộc vào chúng. Ở đây kể đến các dòng thuốc an thần hoặc là các sản phẩm ma túy được tinh chế sẽ được nói kỹ hơn ở các phần sau. Khi chúng ta sử dụng thuốc lá, chỉ tầm mười mấy giây là nicotine đã thấm qua khí quản vào máu. 30 giây sau là số nicotine này đã lên đến não, kích hoạt não giải phóng dopamine. Adrenaline cũng đồng thời được giải phóng, tăng nhịp tim và giảm thở của đường hô hấp. Tác dụng mạnh nhất trong vòng 3 phút đầu và mất dần trong 30 phút tiếp theo khiến người hút thuốc bắt đầu có khao khát hút thêm ở thời điểm này. Biểu độ thể hiện mức độ giải phóng dopamine của 4 chất: amphetamine, cocaine, nicotine và morphine. Có thể thấy đặc điểm của nicotine và cũng là của amphetamine là đường dựng đứng thẳng cột cờ, aka lên nhanh xuống nhanh, chứ không uốn lượn mỹ miều như một vài chất khác. Điều này tạo nên tính chất đặc biệt của việc nghiện nicotine. Luôn kích thích mong muốn được lặp lại trong thời gian ngắn, bộ não sẽ luôn yêu cầu hoặc là mong mỏi chúng ta hút thêm điếu thứ hai, thứ ba để giữ mức độ phê pha trên đỉnh luôn như vậy. Thứ thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta có thể thấy rằng nicotine được dùng như là thứ gây nghiện và khác với các thể loại nghiện lành mạnh khác như là tập yoga, làm từ thiện, vân vân. Việc nghiện nicotine đi kèm với hành động hút thuốc lá sẽ đưa vào cơ thể chúng ta nhiều chất hóa học độc hại. Mỗi điều thuốc đưa vào cơ thể chúng ta chứa gần miligram hợp chất, trong đó chỉ có 1mg là nicotine. Cái 1mg này làm chúng ta phê pha và quên đi hoặc là bất chấp sự hiện diện của 9mg còn lại. 9mg âm thầm này có hai tác dụng: 1. Làm tăng sự phê pha và nhanh chóng của 1mg nicotine kia, và 2. Là làm giảm tuổi thọ của chúng ta theo những cách đau đớn nhất có thể. Đã có ít nhất 70 hợp chất trên tổng số 7.357 hợp chất tìm thấy trong thuốc lá được thừa nhận là gây hại cho sức khỏe người dùng. Có thể kể tên một vài chất như là benzene, acrolein, propanol, aromatic amine. Các hợp chất này đều bị cấm dùng trong thực phẩm, nhưng thuốc lá thì không. Mới biết các công ty thuốc lá có hậu thuẫn chống lưng mạnh đến như thế nào. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!